안녕하세요. Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang xem chuyên mục hướng dẫn học sách xoay thông hấp program của Hà Nữ Sona và mình là Mai Hiền. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài 11 của bộ sách này, cuốn sách này. Thì chủ đề của bài ngày hôm nay là gì nhỉ? Phù Tông San. Phù Tông San là bất động sản. Từ vựng chúng ta sẽ học về chip của Hà Kỳ, tức là mua nhà và ký giác hợp đồng khi mua nhà. Còn ngữ pháp chúng ta sẽ học về nên thế ta ca và nên tà. Văn hóa và thông tin chúng ta sẽ được tìm hiểu về cung nhu chu thách, tức là cái ngôi nhà mà dùng để nhiều người sống chung ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Đây là phần từ vựng số 1 của chúng ta. Chip, chip에 종류에는 어떤 것이 있어요? Có gì? Có những cái loại nhà nào, chủng loại nhà nào? Và 집은 어떻게 구했어요? Bạn đã mua nhà như thế nào? 다음을 보고 이야기해 보세요. Hãy nhìn cái bức tranh tiếp theo vào đây và cùng thử nói chuyện xem. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là trong đây người ta cung cấp cho chúng ta là những cái hình thức, những cái thể loại nhà ở Hàn Quốc là như thế nào nhá. Và sau đây này các bạn này, đầu tiên thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? To take. Chu thách là một cái nhà mà thông thường nó đấy là cái dạng nhà riêng nhá, nhà riêng các bạn. Đấy. Các bạn có thể dịch là nhà riêng như những cái nhà mình ở quê đó. Nhà mình ở quê Việt Nam ấy, những cái nhà riêng như thế và nó có sân, thông thường nó có sân này. Đấy. Và nó thấp thôi, nó không cao, nó chỉ là khoảng 1 hoặc 2 tầng nhá, tùy nhà. Tiếp theo là apartment. Apartment là mình nói cái này trước đi, mình nói villa trước đi. Villa là cái gọi là villa. Villa là một cái tòa nhà mà có rất nhiều người sống chung, nó được chia thành những cái căn hộ riêng. Mỗi gia đình thì ở một cái căn hộ và nó thường số tầng của nó đó các bạn là thường từ khoảng 4-5 tầng nhá, 4-5 tầng tùy. Đấy. Và mình thì thật sự là mình thích sống ở villa. Rất là thích sống ở villa tại vì nó không có thấp quá mà nó cũng không là cao quá. Nhưng mà thông thường đó thì villa đó thì cái giá thuê của nó là thấp hơn so với apartment. Nhưng mà sao nhỉ? Có nhiều villa nào nó không có cầu thang máy ạ. Cũng có villa cao cấp một chút thì nó sẽ có cầu thang máy, nhưng mà đại đa số là sẽ không có cầu thang máy nhá, thì phải đi leo bộ lên ạ. Và ở đây thì có nhiều villa thì nó cái hệ thống lò sưởi của nó đó không được, tức là nó không có cái sàn sưởi, nó không có sàn sưởi để làm ấm cái phòng của mình nên giống như là ở apartment. Thì thứ nhất là villa này, nếu mà nó khác apartment là cái số tầng của nó thấp này, 4-5 tầng thôi. Và hệ thống lò sưởi thì thông thường là cũng không được tự động. Và cầu thang máy thì cũng nhiều nhiều villa là không có nhá. Cũng có villa có cầu thang máy các bạn nha. Còn sang apartment này, apartment thì nhìn chung là nó cao cấp hơn hẳn so với villa. Thứ nhất là trong cái khu ở Hàn Quốc ấy thì cái số người dân là sống ở apartment là rất là nhiều. Đấy, bởi vì apartment nó là một cái quần thể sinh sống của người dân mà trong đó nó bao gồm có nhiều những cái tiện ích như là như ở khu mình sống ấy thì các bạn nó có cả cái những cái cửa hàng gọi là ma thử đấy. Nó bán đồ ăn nọ kia đấy. Xung quanh cái khu apartment là mình sống, nó thường người ta thường hay xây những cái khu bán ma thử này, siêu thị này, bán đồ ăn này. Rồi có gì nhỉ, có cả cái chỗ để giặt giũ vân vân, thì những tiệm cắt tóc, rồi tiệm
có nhiều những cái tiệm bán thức ăn ở quanh đây rất là tiện lợi, và thông thường những cái khu apartment đấy nó thường hay xây dựng ở gần trường học nhá, để cho những cái con em của những cái gia đình mà những cái hộ mà sống ở khu apartment này người ta học này. Và apartment đó thì cái độ cao của nó là khoảng từ 5 tầng trở lên nhá. Đấy, khoảng từ 5 tầng trở lên đến mấy chục tầng luôn đấy. Đấy. Nó tùy vào cái mức độ cao cấp của apartment mà ở nội thất ở bên trong của nó là được chia là mấy phòng, rộng hay không rộng. Đấy, thì tùy. Tất nhiên là nếu mà hiện đại đẹp rộng thì giá thuê của nó sẽ rất là cao. Mấy tỷ nếu mà thuê hoặc là mua cũng phải đến tiền tỷ hoặc là mấy tỷ thì mới có thể thuê được apartment để mà sống nhá. Thì apartment nói chung là nó cũng khá là đắt đỏ, rồi tiền quản lý phí này, rồi tiền người ta đổ rác cho mình vân vân, thì rất nhiều những cái loại thứ loại tiền khác khi chúng ta sinh sống ở apartment. Nhưng đổi lại thì apartment đấy nó cũng có những cái khu vui chơi cho các con em chúng ta. Đấy, cho nên là nhiều người vẫn chọn là muốn sống ở apartment hơn nhá. Và những cái hệ thống như lò sưởi các thứ nó cũng có này. Về mùa đông không phải lo rét. Ừ. Mùa hè thì chúng ta có thể sử dụng máy điều hòa rồi, còn mùa đông thì luôn luôn là có cái hệ thống sưởi rất là tốt này. Và có bảo vệ rất là an toàn, thông thường ở đây sẽ là cái mức độ an toàn cao. Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ tìm hiểu về ký túc xá. Ký túc xá là cái gọi là ký túc xá, cái này thì các bạn nói là các bạn hiểu rồi đúng không ạ? Đấy là những cái khu mà sống tập thể của sinh viên hoặc là công nhân. Đấy thì nó sẽ có là trong một cái không gian, một cái cũng một cái tòa nhà nhưng rất nhiều nhiều bạn sống chung, và nó trong một cái phòng thì nó sẽ có nhiều giường đúng không? Đấy, nhiều giường. Và ở Hàn Quốc thì mình thật sự mà nói thì mình chưa ký túc xá mình sống bao giờ. Cái này thì nếu mà bạn nào bạn ấy là sinh viên á thì bạn ấy sẽ hiểu rõ hơn mình, hoặc là công nhân đã từng sống ở trong ký túc xá thì sẽ hiểu rõ hơn. Còn như ở ký túc xá Việt Nam thì là nó mình đã từng thời sinh viên á thì nói chung sống ở trong đây nó thì khá là phức tạp, nhiều người sống đó, cho nên là nhiều sinh viên họ không lựa chọn sống ở ký túc xá đó, họ sẽ ra ngoài thuê gì các bạn, one room để sống nhá. One room thì đó là một cái căn phòng khép kín mà nó có đầy đủ những cái gì nhỉ, công trình, những cái tiện lợi mà cần phải có để đầy đủ để đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của một cá nhân, một hai cá nhân. Thì one room thông thường là người ta sống một mình các bạn nhé. Đấy, cũng có thể là sống với hai người, nhưng mà nhiều người kia họ thích sống một mình thì họ lựa chọn cái one room này. Bởi vì thứ nhất là one room thì nhìn chung về mặt bằng nó giá giá của nó cũng không quá là đắt. Đấy, không quá là đắt. Và ở trong thì cũng có đầy đủ nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi các thứ bếp ga bếp gung đấy, đầy đủ hết để cho người ta sống này. Đấy. Nhưng mà one room nó có một cái nhược điểm là cái trong một cái khu mà nó toàn cái one room như này đó thì nó sẽ có những cái tiếng ồn mà người ta nghe rất là rõ, bởi vì nó không phải là hạng cao cấp mà các bạn, cái cho nên cái sự cách cách âm của nó không được tốt nhá, cho nên là các bạn có thể dễ dàng nghe được cái âm thanh ở phía nhà bên người ta làm gì, người ta nói cái gì, đang làm hoạt động cái gì, tầng trên cũng dễ dàng nghe thấy đó, cho nên là sống ở đây nó hơi bất tiện như thế. Nhưng mà đổi lại giá của giá thành của nó thì cũng là rẻ, nhìn chung là như vậy nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với office ten. Office ten là gì các bạn? Là một cũng là một cái tòa nhà đây này các bạn này, tòa nhà đây nhá, cái này thì đúng hơn. Nó gì nhỉ, ở phía dưới từ tầng 1 đến khoảng tầng 4 của nó thì sẽ là cái nơi để người ta bán hàng, tiệm hiệu thuốc, rồi cửa hàng nọ kia vân vân, bán đồ ăn các kiểu. Xong bắt đầu từ tầng 4 giờ nên là có người người ở. Nhưng mà office stay đó các bạn, thông thường là ai là những cái đối tượng mà người ta hay chọn những cái này, thì office stay là cái nơi mà người ta có thể vừa ngủ được, vừa tức là vừa làm nơi sinh hoạt cuộc sống cá nhân riêng của mình được, và vẫn có thể biến nó thành phòng làm việc được nhá. Tức là lấy nơi làm việc, vừa làm việc vừa nghỉ ngơi ngủ nghỉ ở đấy luôn. Thì những cái nơi mà nó có thiết kế đặc biệt như vậy thì là người ta gọi là office ten.
Đấy, thông giá của nó thì cũng đắt hơn so với One Room nhá, đắt hơn so với One Room. Còn nếu mà các bạn muốn biết kỹ hơn là đắt hơn như thế nào thì các bạn có thể tra cứu ở trên mạng nhé, thì tất cả thông tin trên mạng đều có nhá. Trong thời lượng của chúng ta thì mình chỉ nói như vậy thôi. Còn ở đây là chip khu Hà Kỳ, tức là mua nhà. Đấy, mề mê, thật cái từ mề mê này có nghĩa là gì các bạn? Mua và bán. Mua và bán, mua bán, hoạt động mua bán thì người ta gọi là mề mê này. Im te là mượn. Đấy, thuê, thuê vay mượn. À thuê, im te tức là thuê. Chính xác là thuê nhá. Thuê, thuê nhà đấy. Đấy. Nội dung trong bài của chúng ta là thuê, thuê nhà này. Thuê nhà thì ở ở Hàn Quốc nếu mà thuê nhà thì nó có hai dạng. Thứ nhất là tròn xe. Thứ hai là won xe. Tròn xe đấy, tức là chúng ta sẽ làm một cái hợp đồng hai khoảng 2 năm với cái chủ nhà. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ bỏ bỏ ra một số tiền đặt cọc. Nếu mà là tròn xe. Thông thường là tròn xe đó các bạn. Nó hay mua kiểu apartment này này. Và villa tròn xe thì nó có hợp đồng khoảng 2 năm. Và cái số tiền chúng ta bỏ ra cũng tương đối là lớn nhá, tương đối là lớn, nhưng mà sao? Chúng ta đưa cái số tiền lớn cho người ta. Sau đó thì sau khi hết hợp đồng 2 năm thì người ta sẽ trả lại cho chúng ta cái số tiền đó nhá, trả lại nguyên gốc cái số tiền đó nhá. Nguyên gốc cái số tiền đó cho chúng ta. Đấy. Như kiểu các bạn tưởng tượng nó như kiểu một cái hình thức là mình cho người ta mượn tiền đó các bạn. Mình cho người ta mượn tiền để kinh doanh, sau đó người ta lại cho mình mượn nhà lại đó. Nhưng mà cái số tiền này nó lớn lắm bạn ạ, à. Nó lớn, nó không phải số tiền bé nhá. Còn won xe là như thế nào? Won xe là cái hình thức thuê nhà nhưng mà chúng ta trả tiền theo tháng. Đấy, trả tiền theo tháng này. Thông thường ấy, ngày xưa đó, thông thường thì là won xe thì chúng ta chỉ việc mỗi tháng chúng ta trả tiền một một lượt. Nhưng mà nếu mà nói tính, nếu mà thuê won xe thông thường là người ta sẽ, một là những người không có tiền thì mới phải trả trả tiền hàng tháng vậy thôi, hoặc là những người mà người ta không định sống lâu ở một cái nơi nào đó thì người ta đã dùng won xe. Và won xe các bạn, khi bạn các bạn muốn làm hợp đồng nhà thuê nhà theo hình thức won xe thì các bạn cũng phải đặt một cái số tiền nào đó, đặt tiền đặt cọc nào đó nhá. Đấy, thì sau đó thì hàng tháng các bạn lại trả thêm một cái số tiền nữa. Đấy. Thì đấy là một số cái hình thức, một số cái thể loại nhà Hàn Quốc và cái một số cái hình thức mà chúng ta có thể mua nhà ở Hàn. Thì bây giờ chúng ta sẽ xuống với phần tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ là phần từ vựng số 2. Cái phần này đó thì người ta dạy chúng ta cái cách chú ý khi mà mua nhà. Khi mua nhà chúng ta cần chú ý những điều gì? Thì ở đây họ hỏi là gì nhỉ? 여러분은 집을 구할 때 무엇을 중요하게 생각해요? Mọi người thì sao nhỉ? Khi mà mua nhà đó thì các bạn quan trọng cái điều gì? Đấy. Và 다음을 보고 이야기해 보세요. Đấy, nhìn những cái tiếp theo sau đây và nói thử xem. Thì bây giờ chúng ta cùng xem là ở đây người ta hướng dẫn chúng ta cái cách mà chú ý, và khi mà chúng ta đi mua một cái đi tìm một cái ngôi nhà hoặc mua hoặc là thuê nhá. Thứ nhất là có ba cái vấn đề người ta đưa ra ở đây là gì nhỉ? Giao thông là một này. Giao thông. Các bạn đọc lại, giao thông là giao thông. Chu biến hoàn cảnh. Chu biến hoàn cảnh. Chu biến là xung quanh, hoàn cảnh là môi trường. Môi trường xung quanh. Môi trường xung quanh. Chip đề bu hoàn cảnh. Chip đề bu hoàn cảnh. Gì nhỉ? Hoàn cảnh là môi trường, đề bu tức là những cái phần ở trong đó. Chip là nhà, cái gì nhỉ? Cái những cái phần ở trong ngôi nhà. Đấy, chúng ta có thể hiểu vậy. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần giao thông trước nhá. Đối với phần giao thông đó các bạn thì chúng ta nên chọn những cái ngôi nhà nó có cái đặc điểm như thế nào? Giao thông y penlihata. Giao thông y penlihata. Giao thông tiện lợi. Penlihata có nghĩa là tiện lợi à?
dễ dàng. Đấy. Tức là chúng ở đây đó, những cái giao thông mà sao nhỉ, chúng ta nó có nhiều cái những cái tiện lợi như là tàu điện ngầm, rồi ô tô, xe buýt, rồi vân vân. Đấy là giao thông tiện lợi nhá. Còn 교통이 gì? 불편하다. 교통이 불편하다. Có nghĩa là giao thông bất tiện, bất lợi lắm, muốn đi đâu cũng khó, chẳng đi được, chờ mãi thấy cái xe buýt đến. Chẳng hạn như thế, tiếp tục này. Thì nhỉ? 지하철역. Thì 지하철역 thì 정류장이 가깝다 hoặc là 멀다. Ở đây người ta viết ghép vào nhiều quá nhỉ. Chúng ta sẽ đọc từ từ một các bạn nhé. Đầu tiên là 지하철역 này các bạn này. 지하철역 có nghĩa là gì nhỉ? Chia trời liệt đó. Thì ở đây nó là cái ga tàu điện ngầm nha các bạn. Ga tàu điện ngầm này. Và pơ sư là xe buýt này. Chong Yu Trang là cái bến ạ. Cái gọi là cái gì? Trạm nhá. Trạm xe buýt. Thì nhỉ? Pơ sư Chong Yu Trang là trạm xe buýt này. Chia trời liệt. Trời liệt. Chia trời liệt là gì nhỉ? Ga tàu điện ngầm nhé. Ga tàu điện ngầm. Các bạn ghi vào như vậy cho mình. Và gì nhỉ? Khá cấp tà là gần này. Mờn tà là xa. Đấy. Khá cấp tà là gần. Mờn tà là xa. Ở đây người ta viết ghép nhiều quá các bạn ạ. Chắc là do có nhiều từ phải ghép cho nên là người ta viết luôn vào như này nhá. Nhưng mà lúc mà các bạn biết tách ra thành từng câu một thì đúng không? Cái này lớp 3 chắc là phải biết rồi đúng không? Thì tức là gì nhỉ? Tàu điện ngầm. Gì nhỉ? Ga tàu điện ngầm thì gần hoặc là xa. Hoặc là sao nhỉ? Cái bến xe buýt gần hoặc là xa. Đấy. Tiếp theo này. Chu cha hal gosi itta opta. Chu cha hal gos. Chu cha hal gos là cái gì? Cái nơi mà để chúng ta đậu xe đó. Cái nơi mà chúng ta sẽ đậu xe. Thì sao nhỉ? Có hoặc là gì? Không có. Chu thì nhỉ, chu cha hen cổ si tà là có cái nơi mà đậu xe. Chu cha hen cổ si ốp tà là không có nhá. Đấy. Thì thông thường là chúng ta thấy gì nhỉ, những cái khu ạp vật thừa nó có cái chu cha trang riêng nhá. Đấy. Đấy. Thì nhỉ, chip này cần cho e, chip cần cho e thì cô sốc tô rô gai tà. Chip gần chạy cố sốc thô rô ca hít tà. Cố sốc là cao tốc, thô rô là cái đường. Đường cao tốc thì có đường cao tốc ở gần nhà. Tiếp tục chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Đấy là gì nhỉ? Chu biển hoàn kiểng. Môi trường ở xung quanh. Thả nhang hàn. Phiên. Phiên đi. Xí sần. Ở đây các bạn đọc cho mình là gì? Thả giang han phiên ni si sorry mắn thả hoặc là chọc ta. Thả ya phiên ni si sorry là những cái công trình đó, tiện lợi mà gì đa dạng. Thả giang hà ta là đa dạng này. Mắn thả là nhiều và chọc ta là gì ít. Đó. Và những cái công trình tiện lợi thì các bạn hiểu là nó là cái gì ạ? Đấy là những cái công trình ví dụ như này, bệnh viện này, rạp hát này, trung tâm mua sắm này. Rồi bảo rồi nhiều những cái công trình khác ấy, dạp chiếu phim vân vân. Đấy, ví dụ như những cái công trình nó phục vụ cho cái cuộc sống văn hóa đời sống của con người đấy. Đó, có nhiều những công trình ở đấy bên cạnh hay là không có nhá. Si chang ma thư phiên ni chậm. Si chang ma thư phiên ni chậm. Si chang là chợ này. Ma thư là siêu thị. Phiên ni chom là cái cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 giờ này. Shopping mall이 있다 없다. Shopping mall là cái gì nhỉ? Cái cũng là cái nơi để mua sắm thôi ạ. Shopping là mua sắm rồi. Những cái nơi để mua sắm này thì có những cái nơi để mua sắm kiểu nó các dạng như là chi trang siêu thị, chợ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cái shopping mall.
Tiếp theo này, công nguồn san chen nu ga itta opta. Trong cái phần này có rất là nhiều từ phát âm mà chúng ta phải để ý này. Trước nữa mình sẽ nói sau. Chả công nguồn san chen nu ga itta opta. Cái công nguồn của công viên này, san chen nu là cái đường để đi dạo đó, có cái đường đó hoặc là không có này. Hakkyo ga kakkawaseo hay là meoreseo. Kyoudong hwangyeongi jotta nabuda. Hakkyo kakkawaseo tức là gần trường này, meoreseo tức là xa xa cái trường học này. Gì nhỉ? Kyoudong hwangyeongi cái môi trường giáo dục đó thì tốt hay là xấu. Đấy. Tiếp theo chúng ta cần phải xác nhận lại những cái thông tin có liên quan là đây nhá các bạn nhá, đây là những cái kêu thông về cái chu biển hân kiêng này là những cái yếu tố bên ngoài. Đấy. Còn bây giờ chúng ta này sẽ xem những cái yếu tố bên trong của ngôi nhà nhá. Chip né bu hân kiêng. Thứ nhất là tròn mang nghi chột tha đá vư tả. Tròn mang nghi chột tha đá vư tả. Ở đây đó các bạn, cái tròn mang đó là cái gì? Ở đây tức là những cái gì xung quanh mình mà ví dụ như ở trong nhà đó mà mình nhìn ra ngoài được, tức nhìn ra ngoài mà không bị những cái tòa nhà cao tầng nó chắn hoặc là sao nhỉ? Chúng ta có thể nhìn ra xa được. Đấy. Tức là cái không trước trước mặt cái ngôi nhà đó đó. Hoặc là khi mà chúng ta mở cửa sổ ra các bạn nhá, thì chúng ta có thể ngắm được những cái phong cảnh từ xa, nó không bị che chắn bởi những cái tòa nhà nào đó. Ví dụ hoặc là một cái khu, cái tòa chung cư nào đó, đó. Cái tầm nhìn tốt, nhìn được cảnh đẹp thì gọi là tròn mang nghi chột thả. Còn tròn mang nghi ná vư tả tức là phía trước mà khi mà chúng ta mở cửa ngôi nhà của chúng ta ra đó, thì chẳng nhìn thấy cái gì cả, chẳng nhìn thấy qué gì cả, toàn nhìn thấy nhà với nhà thôi. Đấy, nó bị chắn bởi những cái tòa nhà khác thì như vậy là không tốt nhá. Và nếu mà tròn mang nghi mà nhà chúng ta gần công viên nữa thì là tốt nhá. Happy chi trái từ đâu ta? Happy chi trái từ đâu ta? Tức là happy tức là cái ánh sáng mặt trời đó ạ. Trái từ đâu ta có nghĩa là nó vào được, vào tốt được. Thì chúng ta phải chọn cái ngôi nhà đó ở cái vị trí vào tốt được, ánh sáng mặt trời nó có thể chiếu vào được ạ. Phòng, goshil, hwasangshil, buokhi, neolda. Phòng là phòng này, phòng ngủ này. Thông thường là phòng ngủ. Là phòng nói chung đi. Goshil là phòng khách. Thì gì? Hwasangshil là nhà vệ sinh, buok là nhà bếp, neolda. Neolda đây là tính từ chỉ rộng. Phòng rồi phòng khách, phòng ngủ, phòng khách rồi nhà vệ sinh, bếp thì rộng. Nhưng mà nếu mà đòi hỏi những cái ngôi nhà như thế này đó các bạn, nó đắt lắm ạ. Thì thường là rất là ở Hàn Quốc rất là đắt tiền nhá. Đấy. Thì chúng ta còn phải xem nó túi tiền của chúng ta nó có nặng không nữa thì mới tìm những cái ngôi nhà mà nó có những cái phòng ấy nó đều rộng như vậy nhá. Chim te, check sang, xe taki nên chăng cô. Gì nhỉ? Option ni itta opta. Nhưng cái nhà đó nó có giường không? Có bàn học không? Thì có máy giặt không? Có tủ lạnh không? Option. Cái option ở đây các bạn có thể hiểu là những cái phần cộng thêm đấy nhá. Đấy, cộng thêm trong ngôi nhà. Có hay là không có? Thì đây là những cái điều mà chúng ta cần phải chú ý này. Đấy. Khi mà mua một ngôi nhà nhá, ba cái điều này. Thì chúng ta đã xong phần từ vựng rồi ha. Bây giờ chúng ta xong phần từ vựng còn phần phát âm nữa nhỉ. Suýt quên phần phát âm nha. Thì các bạn chú ý cho mình những cái từ phát âm này này. Thì ở đây các bạn chú ý cho mình những cái từ này này. Thứ nhất là gì nhỉ các bạn? Pyeolihada. Pyeolih các bạn đọc cho mình. Pyeolih. Pyeolih. Pyeolihada. Tiếp theo này. Chiha jeollyeok. Chiha jeollyeok. Chia trời liệt. Tiếp theo này, Trọng như trang. Trọng như trang. Trọng như trang.
Tiếp theo này, 편의 시설. 편의 시설. 시설. 편의점. Cái này mình phải nối âm lên nữa nhé các bạn, mình ghi nhầm chỗ này nhá. Đấy, mình sẽ sửa lại cho chỗ này. Sẽ là gì nhỉ? Pioni. Đấy các bạn. Tương tự như vậy. Pio gì nhỉ? Đi. Đấy. Pioni점, pioni점, pioni시설. Đi xa. Đây nha các bạn. Các bạn nhìn thấy rồi chưa ạ? Đây này, đó. Và pioni점. Còn dưới này này, sanjeng-no. Sanjeng-no. Các bạn đọc cho mình sanjeng-no. Ngoài ra thì còn có gì? Chek-sang. Và gì nhỉ? Chek-sang này này. Se-tak-ki. Xe thắc kia, cái này viết thiếu à. Đó. Thì ngoài ngoài những cái nguyên tắc ví dụ như là nối âm nên khi mà có nguyên âm phía sau, rồi nguyên tắc ví dụ như là mán thà, cái này các bạn cũng biết rồi đúng không, vân vân, thì các bạn chú ý một số những cái âm khó nhớ khác, cái cách phát âm khó nhớ khác cho mình đấy nhá. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc phần này và sang phần ngữ pháp nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cấu trúc ngữ pháp đầu tiên trong bài ngày hôm nay, đó là cấu trúc nên thế ta ca, động từ hoặc là tính từ cộng với nên thế ta ca. Đấy. Thì cấu trúc này chúng ta sẽ sử dụng như thế nào, khi nào chúng ta sử dụng cấu trúc này thì nhờ 어떤 동작이나 상태와 비슷한 다른 종 동작이나 상태가 더 해침 나타낸 때 사용한다. Tức là như này nha các bạn. Cái cấu trúc nên thế ta ca này đó, nó có tác dụng nối hai cái mệnh đề. Đấy. Thì cái mệnh đề phía trước này này các bạn này, đấy. Nó sao nhỉ? Cấu trúc nên thế ta ca này nó có tác dụng là nối hai cái mệnh đề phía trước và phía sau. Đấy. Và nó có tác dụng là chỉ ra rằng là nhìn nhỉ? Cái mệnh đề nội dung ở cái mệnh đề phía sau này này, nó giống với cái nội dung ở mệnh đề phía trước, nhưng mà sao thì nó mạnh hơn một chút, nó mạnh hơn nhá, nó mạnh hơn đấy, thơ hết chim nó cộng thêm vào và nó sẽ mạnh hơn. Thì cấu trúc này thì chúng ta trong nhiều sách thì người ta dịch là cái gì nhỉ, không những mà còn đấy. Đấy. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta cũng không dịch cái câu đó được, mà tùy vào hoàn cảnh chúng ta sẽ dịch nhá. Đại thể là khi mà các bạn muốn nói về một cái gì nhỉ, động tác hoặc một cái trạng thái hay là một cái đặc điểm của cái sự vật sự việc nào đó, bạn đã nói rồi nhưng mà bạn muốn nhấn mạnh thêm, bạn muốn cộng thêm vào một cái đặc điểm hoặc là một cái động tác hay một cái trạng thái khác nữa của sự vật và hiện tượng đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc này nhá. Thì trong nhiều cái tài liệu ngữ pháp thì người ta nói cấu trúc này là cấu trúc gì các bạn nhỉ? Bổ sung thông tin. Đó. Tức là sao? Thông tin thì đã có rồi. Tuy nhiên là người ta muốn bổ sung thêm vào. Đấy, làm cho gì? Cái nội dung ở phía sau này các bạn nó mang tính cái gì? Nó mạnh hơn, mạnh hơn. Tăng hơn, tăng thêm hay mạnh hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn cùng theo dõi cái ví dụ này để chúng ta có thể hiểu hơn nhé, về cái cách sử dụng cấu trúc này như nào nhé. Cái đoạn hội thoại của Ramin và gì nhỉ? Butongsan Jungge gì? Obja. Ramin và anh này có vẻ như là đi tìm nhà đó. Và bây giờ anh ta đang nói chuyện với cái người môi giới bất động sản. Butongsan Jungge Obja. Ramin nói là gì nhỉ? 집이 깨끗해서 좋네요. 집이 깨끗해서 네, 좋네요. 아, 야, 네 sao 니 sạch sẽ, vì là nhà sạch sẽ nên là tốt quá nhỉ. Đấy, Ramin
dùng cái đuôi nail này các bạn lại để thể hiện cái cảm xúc của mình khi mà anh ấy nhìn thấy một cái ngôi nhà rất là sạch sẽ bóng loáng lên. Đấy, các bạn nhìn thấy trong hình là toàn sao đúng không? Sao nó mọc, nó hiện lên, thế là những ngôi nhà này rất là sạch sẽ bóng loáng cả nhà lên này. Nhưng mà sao nhỉ? Cái anh môi giới bất động sản này, anh ấy nghe không nghe lời nói của Ramin thì anh ấy công nhận rồi, nê. Tức là anh ấy đồng ý với ý kiến của Ramin là nó ke cứt tha tà, tức là nó sạch sẽ đó. Nhưng mà sao nhỉ? Ke cứt than tê. Ke cứt than thế ta ga. Ke cứt than thế ta ga là gì? Đấy. Nó sạch sẽ rồi nhưng mà sao nhỉ? Quân xe tô style. Quân xe tô style. Quân xe tô style. Có nghĩa là sao? Cái giá thuê nhà đó các bạn, nó cũng rẻ nữa. Quân xe là cái số tiền, cái hợp cái hình thức thuê nhà theo tháng mà người ta sẽ phải trả tiền theo tháng đấy. Đấy. Quân xe tô style. Nó vừa sạch sẽ mà giá thuê nhà thì lại rẻ nữa, tốt quá còn gì đúng không? Đấy. Thì sao là cái anh Phú Tông San trùng tia sai này, anh ấy vì nhỉ muốn bổ sung thêm cái thông tin vào cái về cái ngôi nhà này, tức là cái ngôi nhà này chip này chủ ngữ này nó sạch sẽ rồi đấy, ở đưa sạch sẽ rồi nhưng mà sao nhỉ, mà không những thế mà nó lại còn sao when say to style thì quá là tuyệt vời rồi còn gì, anh mua thôi. Ý anh này anh muốn nói với Ramin như vậy, mua đi, nhà sạch sẽ lại giá này lại sao rẻ nữa thì không mua thì để làm gì đúng không? Đấy. Thì trong trường hợp mà sao nhỉ, chúng ta muốn bổ sung thêm thông tin cho bổ sung thêm một cái thông tin nào đó của về một cái sự vật, cái hiện tượng vân vân nào đó thì chúng ta có thể dùng cái cấu trúc nhân thể ta ca này nhá. Và cái thông thường ấy là cái nội dung ở phía sau này của nhân thể ta ca thông thường nó sẽ có mang tính nó mạnh hơn, nhấn mạnh hơn là tốt hơn vân vân. Các bạn có thấy không ạ? So với cái việc ke cứt tha tà ở đây này thì so với cái việc sạch sẽ thì wonse này, wonse style này thì có phải là tốt hơn rất nhiều không? Đấy. Cái giá tiền nó rẻ hơn thì còn gì tốt hơn nữa đúng không? Đấy. Vì thế cho nên cái vế ở sau này các bạn này thông thường chúng ta sẽ thấy nó là nó sẽ mạnh hơn, tốt hơn. Đấy. Vân vân. Mọi thứ nó đều hơn cái vế ở phía trước này nhá. Đó. Cái vế, cái từ, cái nội dung trong vế phía trước này. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần cách chia này nhá. Để những cái hình thái chia đó các bạn. Ở đây khi mà chia nhân theta ga thì chúng ta cần phải chú ý điều gì? Thì ở đây các bạn này người ta cho chúng ta là chia là động từ riêng và tính từ riêng này. Nếu mà động từ thì chúng ta sẽ cho nó đi với nhân theta ga. Nhân theta ga. Vật chim hay không có vật chim đều giống nhau cả. Chúng ta sẽ cho nó đi với nhân theta ga. Là gì? Móng nhân theta ga. Khá nhân theta ga. Mực tà là ăn uống này. Khá tà là đi này. Và gì? Mán đứl. Mán đứl. Mán tư nứl. Mán đứl tà. Cái động từ làm này nó là một cái động từ đặc biệt các bạn nhé. Cái động từ làm này các bạn nhé. Cái động từ mán đứl tà là những cái động từ đuôi riêng này. Lần trước có một trong một bài trước mình đã nói với các bạn rồi, giờ mình không nhớ chính xác là bài mấy. Nhưng mà mình cũng nói về cái cấu trúc cái việc mình động từ mản đơn tà mà nó đi mà nó gặp cái dạng nin mini ân nin mini ân này nhá. Thì chúng ta phải để ý này. Nó cái âm gì nhỉ? Cái âm ri ân này này. Bật chim ri ân này này nó sẽ bị biến mất nhá. Đấy. Vì thế cho nên chúng ta sẽ có dạng mản tư nin thế ta ca. Bán tư nhân thể ta ca. Đấy, tức là làm không những làm sao đó. Các bạn chú ý những cái động từ đuôi riêng này nhá, khi mà đi với nhân này nhá. Đó. Còn lại là gì nhỉ? Nếu mà tính từ thì sao? Nếu mà tính từ mà có vật chim, ví dụ như chạc ta và gì chột thả. Đấy. Nếu mà là chạc ta thì chúng ta sẽ cho nhỉ? Chạc ơn thể ta ca. Chổ ơn thể ta ca. Thì chúng ta sẽ cho nó đi với ân nhá. Còn nếu mà tính từ không có bạt chim, chúng ta sẽ cho nó đi với ni ân thôi. Ví dụ như gì? Pizza ta là pisan te ta ga. Pisan te ta ga. Còn khư ta là gì? Khư te ta ga.
큰 데다가 작다는 nhỏ này, 좁다는 또 này, 비싸다는 đắt này, và 크다는 gì to, còn đâu gì 멀다, đó, lại là gì nhỉ? Lại là ư, các bạn để ý này. Nếu mà là những cái tính từ nha các bạn, nếu mà là tính từ, đây là động từ, bản thân tả là động từ khác nhá. Tính từ thì chúng ta sẽ cho nó đi với gì? Niên thì thế ta ca và tính từ mà có cái phát chim là riêng này này các bạn này. Khi gặp niên thì nó sao nhỉ? Riêng này biến mất, vì thế cho nên chỉ còn là mần thế ta ca. Ngoài ra thì người ta còn tiếp thêm cho chúng ta cái phần phía dưới là gì nhỉ? Nếu mà là danh từ thì chúng ta sẽ có dạng là danh từ cộng với in thế ta ca. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ giải thích thêm cho các bạn về cấu trúc ngữ pháp này một chút nhá. Thì đây là cái phần bổ sung thêm kiến thức ngữ pháp này. Thứ nhất là cái cấu trúc mà mình vừa nói đó, người ta tiếp thêm cho chúng ta đó là danh từ cộng với in thế ta ca. Thì ví dụ như là gì nhỉ? Khư nam cha ca, peo in thế ta ca. Đang nghĩ có điện thoại là sao nhỉ? Thì nhờ khư nam cha ca, peo in thế ta ca. K-pop idol idol이라서 돈이 많아요. Cái người đàn ông đó là gì thì nhỉ, không những thì sao nhỉ, không những là diễn viên mà anh ta còn là gì, idol K-pop, nhà diễn ca sĩ đó, ca sĩ và là hát cái dạng K-pop nhạc Hàn Quốc đó. Thì sao, vì thế cho nên nhỉ, Tony bán thà Tony Mãnh, tức là anh ta rất là nhiều tiền, giàu có đấy ạ, vừa làm ca sĩ này vừa làm diễn viên, và như vậy cho nên là anh ta rất là nhiều tiền nha. Tiếp theo này, chúng ta có một cái dạng khác mà trong sách người ta không có ghi, đó là gì nhỉ? Danh từ cộng với e ta ca. Đấy. Thì ví dụ như là 요즘 겨울에 ta ca 코로나 같이 밖에 자주 못 나가서 힘들어 죽겠어요. Dạo này đó thì là sao nhỉ? Dạo này thì không những là mùa đông mà còn gì, lại thêm có thêm gì corona nữa, cho nên là không thể thường xuyên ra ngoài được, vì là không thể thường xuyên ra ngoài được cho nên là sao nhỉ,힘들어 죽겠어요, có nghĩa là khó khăn đến gì nhỉ, mệt mỏi khó khăn đến chết mất thôi. Và khi mà nhắc về cấu trúc này đó các bạn, thì chúng ta cũng không thể không quên nhắc đến cái cấu trúc 일뿐만 아니라, không chỉ mà còn. Đấy, nó cũng giống cái cấu trúc này các bạn nhé. Đấy, ví dụ như cứ giờ ra nên ở curry dẹp bunman anida sân gớt gì cá chi chủ yếu. Cô gái đó đó thì sao nhỉ, không chỉ là cái khuôn mặt đẹp mà gì tính cách cũng tốt nữa đấy. Đây là cái phần bổ sung thêm nhá, thì các bạn có thể tham khảo cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần yemun này. Yemun thêm ví dụ thêm. Đây là một cái đoạn hội thoại ngắn giữa Ca và Na. Đấy, là một cái tình huống đi xem nhà. Đấy, cái người đi xem nhà thì nói là gì? Chịp chôm bố đô và nhân đều. Tôi đến để xem nhà một chút ạ. Sau đó thì cái ông này, ông ấy có vẻ, ông này chắc là làm ở công ty bất động sản đây. Y chịp vân ở tờ xéo. Cái nhà này thì như thế nào ạ? Kiều đông tô phiên li hăn thế ta ca. Chu biển này. Phiên li tô mà này ô. Cái nhà này thì giao thông thì không những giao thông thuận lợi mà sao ở xung quanh ấy thì có nhiều nhiều cái công trình tiện lợi nữa. Thì ở đây chúng ta thấy là gì nhỉ, cái phần có cái câu này nó chia làm hai phần đúng không? Đấy, kiểu thông tô phiên ly thế ta ca, tức là cái nó có đã có một cái đặc điểm tốt là gì, kiểu thông tiện lợi rồi. Đấy, mà nó thêm lại cộng thêm là sao nhỉ các bạn, cộng thêm là xung quanh thì có nhiều cái công trình tiện lợi nữa, cho nên là sao này rất là tốt đúng không các bạn. Ví dụ số 2 này, 요즘 밥은 많이 먹는데다가 운동을 안 하니까 자꾸 살이 쪄요. Dạo này thì sao, tôi thì ăn nhiều cơm. Đấy, cái vế trước là ăn nhiều cơm, ăn nhiều cơm rồi nhá, xong lại cộng thêm như thế này nữa, un đông ơi ăn ha nhỉ ca, xong vì là sao nhỉ, tôi không vận động nữa, ăn nhiều cơm mà lại không vận động thì sao các bạn, dẫn đến một kết quả là gì, chặt cu sa đi chơi hồ cân thì tăng liên tục,
kiểu này sắp thành heo nhá. Đấy, cứ ăn nhiều cơm lại còn không cộng thêm này, này đặc biệt là lại không vận động nữa thì cân nó chỉ có mà tăng liên tục thôi, kết quả là như vậy. Tiếp theo ấy, câu cuối này, 아파트는 사람이 많이 살수 있는 데다가 편리하고 안전하고 안전하다고 생각해요. Cái câu này là một cái câu thuộc diện trích dẫn gián tiếp. Trích dẫn gián tiếp các bạn nhé. Đấy. Thì chúng ta đây là một cái lời nói của một ai đó bằng truyền lại. Đấy. Người ta, các bạn ở đây chúng ta có thể dịch là gì? Người ta nói rằng là sao nhỉ? Apartment thì sao? Chung cư đó thì sao? Có nhiều nhiều người thì có thể sống ở đó. Đấy. Nhiều người thì 사람이 많이 살수 있는 데다가 thì nhiều người có thể sống ở đó và sao nhỉ? Không những là nhiều người có thể sống ở đó mà sao? Còn gì? 편리하고 tiện lợi và 안전하다고 tức là an toàn nữa. Đấy, người ta nghĩ rằng là như vậy các bạn nhá. Senkakheo thì cái này nó là một hình thức trích dẫn gián tiếp nhá, trích lại cái lời nói mà đã nghe được hoặc là đọc được một cái câu nói mà đã đọc được từ đâu đó. Ngữ pháp thì chúng ta đã học rồi ha. Thờ, như vậy chúng ta đã kết thúc cái phần ngữ pháp, lý thuyết ngữ pháp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống phần bài tập nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần bài tập số 1 này. 그림을 보고 보기와 같이 친구와 이야기해 보세요. Nhìn cái bức tranh và nói chuyện với các bạn của bạn theo mẫu sau. Thì đây là cái tình huống mẫu người ta đưa ra này. Đấy. Trong cái bài tập này người ta thử thách chúng ta cái cách là xem chúng ta đã hiểu về cái cấu trúc nên thế ra hay chưa. Ở đây người ta hỏi là gì? 방이 thì 어때요? Phòng thì như thế nào ạ? Và đây là câu trả lời là gì? 방이 좁은 데다가 어두워서 별로 마음에 안 들어요. Phòng thì sao nhỉ? Vừa tối, lại sao nhỉ? Không những tối mà, à không những chật mà còn tối. Chộp tức là chật này, tua tức là tối này. Đấy thì bây giờ cái câu này đó, cho nên là không có ưng ý. Thì câu này chúng ta sẽ chia ra làm hai vế này. Đấy, vế đầu tiên là chỉ cái nguyên nhân, vế sau là kết quả. Đấy. Nguyên nhân là sao? Nguyên nhân là do cái phòng này nó không những chật mà còn tối, cho nên là sao nhỉ? Tôi không có thích một tí nào à? Đấy, không có hài lòng một tí nào cả. Đấy. Thì khi mà chúng ta làm đó các bạn, đấy. Thì chúng ta làm cái chia cái hai cái gì làm cái dạng bài này đó thì chúng ta phải nghĩ cái kết quả phía sau. Đấy. Ở đây các bạn thấy người ta chỉ cho cái nguyên nhân này đúng không? Nguyên nhân này này, piga ota, paramto purinta. Đấy nhưng mà người ta chưa cho chúng ta cái kết quả. Thì chúng ta sẽ phải nghĩ cái kết quả nó như thế nào nhá, nhìn tình huống để đoán nhá. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình này. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng các bạn biết rồi chứ ạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng vào làm cái ba cái bài tập này nhá. Đầu tiên này, câu đầu tiên này các bạn. Các bạn nhìn có rõ không ạ? Ok, bây giờ mình sẽ làm hội thoại câu đầu tiên nhá. Thì người thứ nhất hỏi thì sẽ hỏi là gì? Có thể, đây là cái phần gợi ý của mình thôi nhá. Các bạn có thể nghĩ ra nhiều câu khác để hỏi này. Ok, 날씨가 어때요? Thời tiết bên ngoài thì như thế nào? Đấy, đấy là người hỏi, còn người trả lời thì nó làm sao? 비가 오는 데다가 바람도 불어서 지금 밖에 나가지 않으면 좋아요. Sao nhỉ? Vì là sao? Vì là gì? Mưa này, không những mưa mà gió còn thổi nữa, cho nên là nếu mà bây giờ thì sao nhỉ? Không ra ngoài đó, thắng kê ná ga chi án miên, tức là không ra ngoài đó thì sẽ tốt nhá, không nên ra ngoài vào lúc này. Câu số 2 này, hương xin nên hay ba đà đà chinh cho đà đà. Một cái người mà có cái tính cách gì các bạn hoạt bát và thân thiện thì các bạn nghĩ là sẽ có kết quả như thế nào ạ? À? Đấy, chúng ta sẽ làm cái câu này như nào đây? Đây là câu về hương nhé các bạn có thể tham khảo này. Cái bạn hỏi đó thì sẽ hỏi là gì? Hương si ca, ở thì người trả lời thì nó làm sao? Hương si nên hay ban hà nên để ta ca chín cho để so nhỉ chín cô ca mà này rồi. Hương thì sao nhỉ? Vì là sao? Vì là sao nhỉ? Vì sao cô ấy thì sao hoạt bát và thì tính thì thân thiện nữa cho nên là sao cô ấy thì nên là có nhiều bạn đấy. Còn câu cuối cùng nữa các bạn, tương tự như vậy nhá. Đấy, chúng ta sẽ làm câu này thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì các bạn, cái này thì nó là ida này. Đấy. Ida thì chúng ta nhớ cái hình thức của ida rồi chứ ạ. Và bây giờ mình cho một cái đáp án nhé. Các bạn thử tự làm câu này nhá. Khi hướng dẫn cái về đáp án của mình nhé nào. Chipun đi, nam hương ida. Có nghĩa là cái nhà này hướng nam này. Tròn, tròn mang đô chuột thả. Tức là cái tầm nhìn đó các bạn. Cái tầm nhìn thì cũng tốt. Cho nên là sao nhỉ? Một cái ngôi nhà mà nó ở hướng nam và cái tầm nhìn cũng tốt thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Có ưng không? Sao nhỉ? Có mua cái ngôi nhà này không? Có thích cái ngôi nhà này
không? Đấy, thì các bạn hãy thử tự làm câu này xem sao nhé. Thì mình nghĩ là dễ thôi mà. Mình sẽ sử dụng cái cấu trúc là gì nhỉ? Soi này, hè soi này. Đấy, chỉ nguyên nhân và sau các bạn chỉ cần nghĩ là cái kết quả của nó thôi nhé. Còn cái phần đế chỉ nguyên nhân này thì dễ rồi đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài 2 các bạn nhé. 밤에 대해 는 데다가 를 사용하여 특징인 두 가지 이상 이야기하세요. Hãy sử dụng cái cấu trúc 는 데다가 thì và nói chuyện về cái chủ đề này, nhưng mà là sao nhỉ? Nói tí về cái điểm đặc biệt, cái hai cái điểm đặc biệt, trên hai cái điểm đặc biệt của cái gì, cái chủ đề tiếp theo sau đây. Tức là ba cái, ở đây người ta cho chúng ta ba cái chủ đề này. 지금 살고 있는 집, cái ngôi nhà mà bây giờ tôi đang sống. 지금 다니는 회사, cái công ty mà bây giờ tôi đang làm. 나의 친구, cái người bạn của tôi. Đấy. Thì chúng ta, các bạn biết là cấu trúc 는 데다가 rồi đúng không? Nó có cái tác dụng là gì nhỉ? Bổ sung thông tin đấy. Đấy thì và cái vế trước của nó sẽ mạnh hơn vế sau một chút, có cái mức độ mạnh hơn vế sau. Thì chúng ta sẽ nói theo cái mẫu này nhá. Ở đây người ta cho cái mẫu inning, câu của inning này. 지금 살고 있는 집은 sao nhỉ? 월세도 산 데다가 một vé này, 월세도 thì san 데다가 là một đặc điểm nhá. Sao nhỉ? 버스 정류장이 가까워요. 버스 정류장이 가까워요. Cái gì nhỉ? Và không những giá rẻ mà sao còn gần cái trạm xe buýt nữa. Đấy, rất là thuận tiện cho cái công việc đi làm đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đây để nói hai cái chủ đề còn lại nhá. Cái chủ đề này, cái câu này nó nói về cái chủ đề nhà này. Còn hai câu này nữa thì bây giờ mình sẽ gợi ý cho các bạn nói như thế nào nhá. Thì đây là các bạn có thể tham khảo cái phần này nhá bạn nhá. Câu số 1 này, câu đầu tiên là về cái chủ đề 지금 다니는 회사. Thì các bạn biết là 다니다 đó là cái động từ dịch ra tiếng Việt là kiểu này, ý là đi lại lại đó. Nhưng mà khi mà người ta nói là gì? Hê gì? 다니는 회사 tức là cái nơi mà người ta đang làm việc các bạn. Thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ có cái câu như vậy nhá. 지금 다니는 회사는 근무 환경이 chỗ này mình viết nhầm các bạn nhá. 좋은 nhá. Mắt mũi. Các bạn sửa cho mình thành 좋은 này. 좋은 ân nhưng phải nên các bạn nhá. 좋은 데다가 월급도 많이 줘요. Đấy. Cái công ty mà bây giờ tôi đang làm đó thì sao nhỉ? Không những môi trường làm việc tốt này mà sao nhỉ? Còn người ta còn trả lương cao nữa, trả lương nhiều lương thì chúng ta trả nhiều lương nhá. Hay là trả lương cao thì cũng thế thôi. Câu số 2 này. Đấy, 친구, người bạn của tôi. Đấy, 내 친구. Các bạn có thể viết thành như này cũng được nhá. 내 친구는 예쁜 데다가 똑똑해요. 똑똑해요. Cái người bạn của tôi thì không những gì xinh đẹp mà còn thông minh nữa. Đấy. Thì bây giờ mình đã gợi ý các bạn làm xong bài 2 này. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 2 trong bài ngày hôm nay. Cấu trúc ngữ pháp số 2 trong bài ngày hôm nay là cái dạng cấu trúc mà là động từ, tính từ cộng với nâng tà. Đấy, thì chúng ta sử dụng cấu trúc này như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nhá. Ở đây đó thì người ta nói là gì nhỉ? 주로, 신문, 주로 tức là chủ yếu ạ. 신문, 책, 등. Báo hoặc là gì sách nhỉ? 관객적인 글에서. Những cái bài viết nó mang tính gì? Khách quan ạ. 현재의 사실. Những cái sự thật của cái hiện tại và sao nhỉ? 서술한데 사용한다. 서술하다 có nghĩa là tường thuật ạ. Tường thuật lại. Tường thuật lại thì có thể là lời nói hoặc là có thể là bài viết nhá. Mà cái dạng cấu trúc này đó các bạn, người ta bảo chủ yếu nó dùng trong cái những khi mà chúng ta tường thuật lại một cái hiện tại, tường thuật lại một cái sự việc nào đó mà nó mang tính khách quan. Và chúng ta thường hay thấy cái dạng này, cái dạng cấu trúc này nó ở trên trong sách hoặc là báo nhá. Trong sách, báo cáo hoặc báo chí hoặc là những cái bài báo cáo hoặc là sao thì nhật ký, chúng ta cũng có thể sử dụng cái này để viết này các bạn nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái phần ví dụ này xem. Đây đi, mình cho vào đây nhá, cho sang chỗ này đi. Thì ở đây đó các bạn, cái phần ví dụ minh họa của chúng ta là một cái gì? 행복
gì apatu inki à. Inki là gì các bạn? Là cái sự yêu mến á, yêu thích nhiều cái khu chung cư hạnh phúc mà được yêu mến đấy. Ở đây người ta đưa ra, người ta viết này, người ta viết ở đây là hạnh phúc apatu ga inki da. Inki da là yêu mến này. Đấy, yêu mến cái khu apartment này. Hạnh phúc apartment는 교통이 편리하고 다양한 편리 시설이 있다. Ở cái apartment này đó thì sao nhỉ? Cái giao thông thì tiện lợi và có nhiều cái công trình cái công trình những cái công trình gọi là tiện lợi nữa. Đấy. Cái công trình này mình đã nói với các bạn rồi. Đi sờ, tức là những công trình mà như kiểu đạp hát đấy, hoặc là rồi nhà hiệu thuốc, bệnh viện vân vân, tất cả những công trình đấy nó gọi là pianisisor các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo này, tohan ngoài ra thì sao nhỉ, thêm một cái nữa là gì nhỉ, hakyoga kakao do kyo yuk hoan gyeongi à, vì sao nhỉ, cái gần trường nữa. Đấy, thêm một cái nữa là vì gần trường, cho nên là cái sao nhỉ, cái môi trường giáo dục là thì tốt. Ở đây thì chúng ta thấy không thấy họ dùng cái đuôi này vô dung gì ở đây đúng không, cũng có xâm không có xâm nhì tà gì cả, mà đơn giản chỉ là tà đấy, tà và tà không thôi đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng sang cái phần cách chia của nó nhé. Đấy, cái cách chia của nó để xem là chúng ta sẽ viết như thế nào, chia như thế nào, nếu mà tính từ thì như nào và động từ thì như nào. Thì ở đây nhé các bạn, người ta hướng dẫn chúng ta này, nếu mà khi mà chúng ta sử dụng cái cấu trúc này, nếu mà là động từ, từ của chúng ta mà là động từ đó, thì chúng ta sẽ cho nó đi với nân tả. Nân tả khi mà sao nhỉ, nó gì có bạc chim thì sẽ là đi với nân tả. Đấy. Cụ thể là gì? Cụ thể là đây là gì nhỉ? Ích tả là gì? Ình nhân tả. Tạt tả thì là tình gì? Tình nhân tả. Đấy. Còn đâu không có bạc chim là chúng ta phải cho nó đi với gì? Niên niên tả. Có nghĩa là ví dụ như động từ là gì nhỉ? Pô tả thì sẽ là pồn tả. Kế giác hà tả thì là kế giác hăn tả. San tả thì sẽ là san tả. Cái động từ san tà này nó là động từ đặc biệt vì có cái bạc chim là riêng nhé các bạn. Nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ là gì, khi mà chia nó ở cái dạng nhân tà này thì chúng ta sẽ cho nó đi với niên thôi nhá. Nó sẽ có dạng là gì, san tà nhá. Đấy, nó sẽ có dạng san tà. Còn biến đổi như thế nào thì cái này chắc các bạn cũng đã xem rồi, trong những cái video trước mình đã nói rồi đấy ạ. Còn đâu nếu mà sao nhỉ, từ là tính từ thì tất cả chúng ta cho nó đi với tà hết. Đấy. Có nghĩa là sao nhỉ? Khi mà chúng ta chia tính từ thì các bạn chúng ta cứ để nguyên thôi, cứ để nguyên thôi, cứ để tà nguyên thôi, không phải thêm bớt cái gì cả nhá. Đấy. Còn đâu nếu mà gì nhỉ? Có dạng là danh từ và y tà. Đấy. Thì nhỉ? Danh nếu mà danh từ thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Danh từ cộng với tà không, hoặc danh từ nếu mà có vật chim thì sẽ có y thêm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem mấy cái ví dụ này này. Hàn Quốc은 thì 다양한 형태의 집이 있다. Đấy, những cái hình thái ở Hàn Quốc ấy thì sao, Hàn Quốc ấy thì có gì, cái nhà nó, những cái nhà nó có rất là đa dạng những cái hình thái này. Đấy, cái ngôi nhà itta có, người ta kể lại một cái sự thật gì ở Hàn Quốc. Đấy, người ta viết lại này, viết lại nhá, thì chúng ta sẽ dùng cái câu cái đuôi tả này. Nói chung nó các bạn, cái này thì nó khá là đơn giản thôi, và cái văn cái đuôi này đó nhìn chung là chúng ta sử dụng nó để viết, chủ yếu là để viết và trên báo chí, trên sách vở, nhật ký hoặc trên các báo cáo, và đôi khi thì cái này người ta cũng có thể dùng để khi nói được các bạn nhé. Nhưng chủ yếu là chúng ta sẽ thấy nó trên văn viết đấy. Và đây này, 가장 많이 볼수 있는 집은 아파트다. 아파트다. Các bạn để ý đây này, đó là cái dạng danh từ này. Đấy. Nhưng mà apartment nó không có bạc chim nên là nó cho dính với tà luôn. Chứ còn nếu mà ở đây là một danh từ có bạc chim thì sẽ phải là gì, y tà các bạn nhá. Đấy.
사람들은 시설이 좋고 교통이 편리한 집은 선호한다 là động từ yêu thích, yêu mến đấy. Thì cái một con người ta đó thì những cái gì nhỉ, những cái si sờ tức là những cái công trình mà tốt này, giao thông là tiện lợi, những cái ngôi nhà có đặc điểm như vậy là người ta thích đấy. Những cái ngôi nhà mà sao sao nhỉ, tiện, những cái có những cái công trình tiện lợi và có giao thông thuận tiện thì là người ta thì yêu thích nhá. 집은 이제 쿨한데 집의 상태를 꼼꼼하게 살펴보는 것이 좋다. 에? Thì khi mà chúng ta mua nhà đó thì sao nhỉ? Chứ cái việc mà chúng ta phải xem xét gì một cách kỹ càng, kỹ càng về cái sang thế, là cái trạng thái đó, cái trạng thái của ngôi nhà nó có tốt hay là không tốt hay làm sao, ánh sáng rồi điện nước vân vân rồi phòng ban như thế nào đấy. Thì sao nhỉ? Cái việc làm đó thì là sao? Chột thả, tức là tốt nhá. Thế như vậy cái phần này nó đơn giản thôi các bạn, cho nên là các bạn chỉ cần nhớ là tính từ thì chúng ta khi mà sử dụng cái hình thức này thì viết báo chí hay là viết viết thư hoặc là viết nhật ký báo cáo kể lại một cái sự thật nào đó thì chúng ta có thể dùng cái đuôi nân tả này, và tính từ thì như nào và động từ thì như nào các bạn lưu ý nhé, và danh từ thì như nào, danh từ y tá thì như nào chúng ta cũng chú ý nha. Như vậy mình sẽ kết thúc cái phần lý thuyết ngữ pháp này nhanh, bởi vì phần này nó cũng không phải là quá khó này, và xuống làm bài tập ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm phần bài tập số 1 này. 다음을 보기와 같이 바꿔 보세요. Hãy gì đổi cái phần bài văn tiếp theo, bài văn sau đây. Đấy, chúng ta bạn có thể hiểu như vậy nhé. Giống như trong mẫu. Thì ở đây đổi cái gì các bạn? Đổi những cái phần mà người ta tô màu màu cam cam này này, đó, cam nhạt này này. Màu này là màu ở màu cam nhạt. Ví dụ nhá, đây là một cái bài văn nó sử dụng cái lối viết là tôn kính trang trọng. Đó, tôn kính trang trọng thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đổi sang cái dạng viết bình thường thôi. Ví dụ như đây là chờ는 thì người ta đổi thành 나는 đấy, còn đâu 합니다 thì người ta đổi thành 한다 đấy. Vấn đề là chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải biết cái động từ nguyên gốc của nó là cái gì đấy. Và vấn đề số 2 đó xuất hiện ở trong đây nè, các bạn thấy xuất hiện thì quá khứ đúng không, là gì? 갔습니다, 구경했습니다, 좋았습니다, 살펴보았습니다 và gì nhỉ, 이사할 겁니다. Như vậy thì chúng ta cần phải có thêm kiến thức nhờ các bạn nhỉ. Đó, vừa cái phần lý thuyết người ta chưa hề đề cập đến vấn đề này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn những cái kiến thức bổ sung về ngữ pháp phần này nhá. Thì đây là một cái bảng tổng kết mà ở trong cái mình chụp lại trong cái tài liệu tiếng Hàn của mình này. Ở đây người ta tổng kết rất là đầy đủ về cái thứ nhất là ba cái thể loại là gì? Tính từ là một này, cái này là tính từ các bạn nhá. Chữ A là tính từ này, thứ hai là động từ này. Đấy, thứ ba là danh từ cộng với y tá thì sẽ chia như thế nào? Thì vừa rồi chúng ta học trên cái phần lý thuyết ngữ pháp là chúng ta học về cái thời hiện tại đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về thời quá khứ này. Quá khứ của tính từ, quá khứ của động từ, quá khứ của ida và gì nhỉ? Riêng động từ thì có thời tương lai nhé. Mi đe tức là tương lai. Các bạn lưu ý cho mình, các bạn nghe kỹ lời mình nói nha. Thì đối với cái thì quá khứ của tính từ đó các bạn, thì chúng ta sẽ thêm at hoặc là otta vào. Tức là sao nhỉ các bạn? Động từ nguyên thể của nó chúng ta bỏ ta đi, xong thì cho thêm otta vào. Ví dụ ở đây khư tà thì sẽ thành khất tà, chặt tà thành như chặt cắt tà. Còn tương tự nhá, động động từ đó thì thời quá khứ của nó là gì, chúng ta cũng thêm át ót tà vào nhá. Ví dụ khà tà thành cắt tà, mọc tà thành mọc cắt tà. Còn đâu thì thời quá khứ của gì y tà thì chúng ta sẽ thêm yót tà hoặc y ót tà. Ví dụ như có nếu mà danh từ mà không có bạc chim thì chúng ta sẽ là cho nó đi như là chinguida thì sẽ thành gì, chinguyotta. Nhưng mà danh từ có bạc chim thì chúng ta sẽ thành gì nhỉ, sonjinimiotta. Đó thì và chú ý ở đây là tương lai của động từ này các bạn này, tương lai của động từ là chúng ta sẽ cho nó đi với cái đuôi gì, ul kosida. Động từ có bạc chim thì sẽ là khai kosida. Động từ không có bạc chim thì chúng ta sẽ cho nó đi với riêng thôi nhá, kosida thành khái cực xịt. Còn động từ như mực tà có bạch chim thì chúng ta sẽ cho nó đi với ư cực xịt thành mò cứ cực xịt. Và ở đây các bạn như vậy chúng ta thấy là các bạn thấy là gì nhỉ, quá khứ và quá khứ của tính từ và quá khứ của động từ nó đều giống nhau nhá. Đấy, đều thêm ớt át ta vào, các bạn lưu ý điều này cho mình. Còn thời tương lai thì chúng ta sẽ cho nó thêm với ư cực xịt thôi.
Còn tương lai của y tá thì là y thôi, y có si tá thôi các bạn nhá. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với bài tập của chúng ta để chúng ta chia nhé. Bây giờ chúng ta đã có những kiến thức tổng hợp này rồi thì chúng ta chia nó dễ dàng đúng không? Thì bây giờ này. Bây giờ đó các bạn, cắt cắt sum nhỉ ta. Thì động từ gốc của nó sẽ là cắt ta thì chúng ta sẽ chia và cho vào đây là gì? Chúng ta sẽ cho thành biến nó thành đó, cắt ta. Ôi mình lại để phông tiếng Việt rồi, chuyên gia là để phông tiếng Việt này. Cắt ta nhá, thì chúng ta sẽ cho thành cắt ta này các bạn này. Đó, số 2 là gì? Cố gắng hết sum nhỉ ta. Cố gắng hết sum nhỉ ta chúng ta sẽ có là gì? Cố gắng. Cố gắng hết ta. Đó, sẽ là cooking hết ta. Chowatta. Chowatta nó là tính từ các bạn nhé. Tính từ hay động từ mà thì quá khứ thì cũng như nhau mà thôi đúng không các bạn? Chúng ta sẽ cho là chỗ at chowatta. Đấy. Tiếp theo này 살펴 보았습니다. 살펴 thì cũng như vậy thôi quá khứ này. 살펴 thì 보았다. 살펴 보았다. Đấy, số 5 này. À. 편리합니다. Số 5 này các bạn nó là hiện tại nhá. Hiện tại thì chưa như thế nào các bạn? Chúng ta cùng xem cái từ 편리합니다. Đối với 편리합니다 đó các bạn, vấn đề là ra đây là 편리합니다 chúng ta phải biết nó là tính từ hay là động từ. Đấy. Thì nếu mà không biết thì các bạn có thể tra từ điển nó sẽ chỉ cho các bạn là tính từ hay động từ nhá. Thì 편리합니다 nó là gì các bạn? 행사 tức là tính từ nhá. Nếu mà là tính từ thì sao ạ? Nếu mà là tính từ chúng ta để nguyên thể đúng không? 편리합니다. 편리합니다 sẽ thành 편리하다. Đó. 편리하다. Tiếp theo này, 저는 ở đây 저는 thì chúng ta sẽ phải là gì các bạn? 나는 đúng không? 나는. Ok. Và tiếp theo số 7 này, 뜹니다. 뜹니다. Đây cũng là một cái điểm khó ha. Các bạn đọc câu này nhá, gì? 마음에 뜹니다. 마음에 thì 뜬다. Động từ gốc của nó là 뜬다. 뜬다 nó là động từ nhá các bạn, 뜬다. Đấy. Nếu mà là động từ thì sao hả các bạn? Nếu mà là động từ thì chúng ta phải cho nó mà lại có mà động từ này là có đuôi r nha các bạn. Đấy, thì chúng ta sẽ phải cho nó đi với niên đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Tưng tả đúng không? Sẽ là gì? Đầu tiên này thì biết được trong phần lý thuyết chúng ta đã nói rồi đúng, để mình xem lại một chút nhá, vì mình để mình xem lại phần này một chút thì mình thì ở đây đó các bạn, ở đây nó chỉ có là san tà thôi đúng không, động từ san tà này thì nó sẽ thành san niên, chúng ta sẽ cho nó đi với niên này và trở thành san tà. Biết đi đâu đây các bạn nhá, thì ở đây này má mê từng tà mình nói lại này, tại vì cái vi đây là từng tà như vậy nó giống với động từ san tà mà trong phần lý thuyết chúng ta học đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải cho nó đi với gì? Niên đúng không? Niên. Thì cộng với niên. Niên tà. Niên tà. Nhưng mà thì sao các bạn nhỉ? Khi mà niên này, cái chữ riêng này nó gặp niên là nó sẽ bị biến mất nhá. Thay lắc đi nhá. Thì nó chúng ta sẽ chỉ còn như này thôi. Tình tà như này thôi các bạn nhá. Đấy. Bây giờ các bạn nhớ cái này cho mình nhá. Sẽ có như này. Tình tà. Và các bạn nhớ cái động từ gốc của cái đuôi riêng nhé, để chú ý khi mà chia những đuôi động từ hay tính từ mà có đuôi chữ r đấy mà chia với những cái dạng như là nên nên ưn ưn nên là chúng ta phải để ý nhá. 그래서 tiếp theo là câu cái từ cuối cùng thì 이사했습니다. 이사했습니다. Thì vừa nãy mình chúng ta đã xem cái bảng kia rồi đúng không, thì chúng ta sẽ cho nó thành đi với cái gì nhỉ? Thứ nhất chúng ta xác định cái động từ nguyên 이사하다 là động từ nguyên thể các bạn nhá. 이사 hát hà tà đi, isa hà tà thì nó không có vật chim đúng không các bạn, thì chúng ta sẽ cho nó đi thành gì nhỉ? Isa hal cos gì nhỉ? Chi ta đó, isa hal chi ta thì isa hal chi ta rồi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái phần bài tập này ha. Bây giờ chúng ta sang bài tập tiếp theo nhé các bạn. Cái bài tập số 2 này các bạn này, người ta bảo chúng ta thì hãy thử đọc cái đoạn văn sau đây. 다음에 thì 글을 읽어보세요. Hãy thử đọc cái đoạn văn là sau đây. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc nhá. Và sau đó chúng ta sẽ cùng dịch qua cái nghĩa của cái bài đoạn văn này. 나는
지난 주말에 이사했다. 지난번 집은 버스 정류장이 멀어서 조금 불편했다. 이번에 이사한 집은 지하 전력과 버스 정류장이 가깝다. 또한 큰 마트와 식당 등 편의 시설이 많아서 생활도 편리하다. 집 근처에 공원이 있어서 산책도 할수 있다. 방에서 공원이 보이는데 공원이 아주 아름답다. 창문이 커서 햇빛이 잘 들어오는 데다가 전망도 정말 좋다. 이 집으로 이사를 잘한 것 같다. Như vậy chúng ta đã đọc xong và bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch qua cái nghĩa của cái đoạn văn này nhá. Bây giờ chúng ta nhá, câu số 1 này. Dịch này, 나는 지난 주말에 이사했다. 이게 tôi thì tuần trước tôi đã chuyển nhà. 지난번 집은 버스 정류장이 멀어서 조금 불편했다. Cái nhà lần trước đó thì nó thì vì là nó xa cái trạm xe buýt cho nên hơi bất tiện một chút. 이번에 이사한 집은 지하 전력과 버스 정류장이 가깝다. Nhưng mà cái nhà chuyển đến lần này đó thì sao nhỉ? Nó gần trạm xe buýt và tàu bến ga ga tàu điện ngầm. Tô han khun ma thư wa tăng tưng piani si sa ri ma ra sa sen hoan tô gì penli hà ta có gì nhỉ cái siêu thị và nhà hàng và những cái công trình tiện lợi đó thì nó nhiều cho nên là cái sinh hoạt nó rất là tiện. Cái gì chip gần công viên thì so so săn chết tố hay sự tả vì là sao nhỉ, vì gần nhà có công viên cho nên là có thể đi dạo được và phòng ấy do công viên đi phổi nên đây công viên đi à chu à đâm đập tả từ phòng thì có thể thì nhìn thấy công viên và công viên thì rất là đẹp. Trang muốn đi khó so hết biết chi trái từ đâu ô nên đây ta cả chẳng mang tô chẳng mang chụt thà vì là cái cửa nó rộng đó cho nên là ánh sáng thì có thể là vào nhiều được nhiều ánh sáng vào và gì nhỉ không chỉ là ánh sáng vào tốt được không chỉ là ý là ánh sáng nó vào được nhiều đó và cái quang cảnh nhìn ra ngoài thì cũng rất là đẹp. Các bạn nhiều bạn có thể chưa hiểu cái từ tròn mang ấy thì mình cũng có giải thích trong hình như mình có giải thích trong cái phần nào đó mình quên mất rồi nhưng mà đại loại là cái từ tròn ma là cái gì các bạn là cái từ trong nhà đó mà chúng ta có thể nhìn ra ngoài đó à trong phần từ vựng mình có giải thích rồi đấy, nhưng mà hôm qua mình bận đó thì mình làm mỗi phần từ vựng thôi mình chưa làm được phần ngữ pháp này cho nên là mình cứ nghĩ là mình quay từ hôm nào cơ thì là cái tròn ma ấy tức là cái cả từ trong nhà chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài được đó là sao nhỉ đấy, là nó bên ngoài nó đẹp hay nó không đẹp thì đấy là cái tròn mang tức là những cái cảnh xung quanh đó xung quanh cái ngôi nhà của chúng ta mà từ trong phòng chúng ta có thể nhìn ra được nhá thì tròn mang chụt thả tức là cái phong cảnh mà nhìn ra ngoài rất là đẹp này y chỉ pudo isa chả đang cực cật tả có nghĩa là khi việc mà di chuyển đến cái ngôi nhà này đó thì có vẻ như là tôi đã làm rất là lựa chọn đúng đó các bạn đấy, thật sự là một sự lựa chọn rất là chuẩn trình rất là ở đây chả đan tức là đã làm tốt nếu mà dịch sợ nếu mà dịch nôm là như thế nhưng mà ở đây chúng ta có thể hiểu là cái việc mà anh cái người viết bài viết này đó người ta chuyển nhà ra đến đấy là một cái việc rất là đúng đắn đó đấy thì như vậy mình đã cùng các bạn đọc xong bài này này và dịch xong nghĩa của nó rồi nhá thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần cuối cùng trong bài ngày hôm nay là phần văn hóa và thông tin. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cái phần văn hóa thông tin này trong bài ngày hôm nay đó là chủ đề của nó là công nhu chú thích thì cái công nhu chú thích này các bạn có thể hiểu cho mình là cái chú thích các bạn đã tìm hiểu phần từ vựng rồi đúng không
còn cũng như là một cái gì nhỉ, hai người cùng sở hữu một, hai người trở nên cùng sở hữu một cái gì đó thì người ta gọi là công. Trong trường hợp nó gọi là công như. Vậy thì công như chuột thép chúng ta có thể hiểu là cái ngôi nhà sở hữu chung của hai người trở nên nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời ba câu hỏi này. Công như chuột thép cứ mở xem gì cả, cái nhà gì, công như chuột thép nó là cái gì. Đấy. Thì các bạn để trả lời cho câu hỏi này các bạn tìm ở đây cho mình nhá. Đây này. Cái phần mình tô đây các bạn, tô lấy bút sáp tô cho mình nhá. Công như chuột thép cứ làm gì. Y in y sang nghe sa đam từ qua chỉ bên cũng như hà nên im đe chủ thép đấy, im đe chủ thép kỳ đà các bạn, kỳ đà các bạn viết như vậy cho mình. Thì mình giải thích các bạn này nhá, cái nhà này đó các bạn, trước hết nó là một cái nhà mà người ta đi thuê để sống chung với nhau, từ hai người trở nên người ta đi thuê để sống chung với nhau đấy. Và cái loại hình ngôi nhà đó là cái chủ thép đấy, thì người ta gọi là công nhu chủ thép nhá. Câu số 2 này, công nhu chủ thép kỳ thì 젊은 세대에게 인기가 있는 이유는 무엇입니까? cái lý do mà sao nhỉ, cái sự những cái người trẻ đó các bạn, cái 젊은 세대 tức là cái thế hệ trẻ này nó gì, người ta yêu thích cái ngôi nhà không nuôi chú thích này, hình thức không nuôi chú thích này là vì sao? Tại sao người ta lại, cái giới trẻ nó lại yêu thích cái hình thức thuê nhà như này? Đấy. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì các bạn tích vào phần này cho mình nhá. Đấy. Cái gì nhỉ? Các bạn có thể nói như vậy. 젊은 사람, 젊은 세대 thì 젊은 세대 에게 인기가 있는 이유는 cũng như 주택에서 따로 또 같이 살면서 집세 생활비를 절약하고 다양한 인과 인간관계와 일상생활을 경험하는 것이다. 네. 이거 맞잖아요. 이거 맞잖아요. 건강 소바. 여러분은 공유 주택에서 살게 된다면 어떤 사람들과 함께 하고 싶습니까? 아, 되게 câu này nó là mỗi người trả lời một kiểu các bạn nhá. Người ta bảo là cái gì? Nếu mà các bạn ấy, giả sử như các bạn mà sống ở trong cái ngôi nhà công như chú thép này, tức là cái ngôi nhà chung đó các bạn, kiểu nhiều người từ hai người trở nên sống chung đó, thì sao nhỉ, các bạn muốn sống với người như thế nào? Cái này nó tùy mỗi người thôi. Thì cái này để trả lời được câu hỏi này thì các bạn nếu mà tham khảo thêm cái phần bổ sung và từ vựng chỉ tính cách con người đấy các bạn nhé. Tính cách đặc điểm của con người đấy, thích ở với người kỹ tính hay người dễ tính, hay người tính hướng ngoại hướng nội, người tốt người xấu, người cao người đẹp, vân vân. Thì các bạn nhé, thì các bạn có thể nói là gì nhỉ, không như chú thế kê sa sang nghe thuyền đa miên nhật vân nhớ cha đang qua khả chi nhật vân nhớ cha qua hâm kê sai cô ship xưng gì ta chẳng hạn như thế. Các bạn trai thì nói như vậy cũng được, các bạn gái thì nói như nào tùy các bạn nhé. Thì các bạn cứ nói cái câu kiểu đại loại như thế, trích một cái phần trong cái câu hỏi này ra và ghép vào đấy. Thế vậy mình đã hướng dẫn các bạn học xong cái phần văn hóa thông tin rồi ha. Thì bây giờ chúng ta xong cái phần này rồi nha. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn học xong và toàn bộ 3 phần từ vựng, ngữ pháp và văn hóa thông tin của bài 11. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong bài 12 nha.